Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trước ống kính truyền hình, quý vị đang gặp một gương mặt dân cử tại miền Nam California. Đó là nghị viên Bùi Phát. Trước hết cho Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào anh. Em kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và rất là hân hạnh được có dịp để lên tiếp chuyện cùng với lại đồng bào của chúng ta ở bên miền Bắc San Jose. Có lẽ trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện thì có lẽ Bùi Phát, nếu có giới thiệu về mình thì một cách ngắn gọn thì Bùi Phát giới thiệu về mình như thế nào cho mọi người khắp nơi có thể được biết thôi. Kính thưa anh Nguyễn Xuân Nam cũng như quý đồng hương ở trên Bắc Cali, tôi là nghị viên Phát Bùi ở thành phố Garden Grove. Chúng tôi qua Mỹ từ năm 1975 và đến năm 84 thì dọn xuống Nam Cali. Sau đó tôi thành lập công ty Net Resort, là một công ty quản trị về kinh doanh cũng như là phần mềm. Và năm 2014 tôi ra tranh cử chức nghị viên thành phố Garden Grove và được cái sự tín nhiệm của đồng hương đã trở thành nghị viên của thành phố Garden Grove. Và năm 2015 được đồng hương của chúng ta với lá phiếu trên 12.000 lá phiếu bầu tôi trở thành chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, khi đến thành phố khi đến quận Cam thì chúng tôi biết được rằng anh Phát Bùi đã có ấp ủ trong lòng một cái dự án và anh cho đó là dự án mơ ước của anh. Thì nhân dịp này anh có thể trình bày cho đồng hương khắp nơi biết cái dự án của anh và anh gọi là dự án đầy mơ ước và ấp ủ của anh như thế nào thưa anh? Vâng, thưa anh và thưa quý vị, vào năm 2000, khoảng năm 2012 khi chúng tôi bắt đầu tham gia vào Ủy ban xây dựng nghĩa trang Biên Hòa ở hải ngoại, thì lúc đó chúng tôi được biết đến cái sự việc của 5 vị tướng miền Nam của chúng ta đã tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì khi đọc về tiểu sử của những vị này, chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi đặt tôi vào vị trí của họ, của tướng Nam, tướng Hưng, vân vân. Lúc đó mới khoảng 40 mấy tuổi, giữa cái tình cảnh hết sức là khó khăn của đất nước, một bên là cái trách nhiệm đối với quân đội, đối với binh sĩ của mình với đất nước, và một bên là trách nhiệm đối với gia đình, đối với vợ và con. Thì tôi rất là xúc động và trước cái việc mà phải chọn lựa bảo vệ cho sự an nguy của vợ, của con mình, cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và dân tộc, thì cuối cùng họ đã chọn cái việc tuẫn tiết để mà tròn cái nghĩa đối với quân đội, đối với đất nước. Thì tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm đó phải là vô cùng khó khăn và họ phải hết sức là khổ tâm. Và vì thế mà tôi có cái hoài bão và cái tâm niệm trong cuộc đời của tôi mong là tạc được hình của 5 vị tướng. Thì vào cái thời gian tháng 9, tháng 10 vừa qua, tôi có một cái dịp may là đã có được cái sự vận động của hội đồng thành phố yểm trợ cho tôi thực hiện cái dự án đó ở Garden Grove Park, là một cái công viên rất lớn, công viên lớn nhất của thành phố Garden Grove. Và tôi mong rằng vào đầu năm 2017 chúng tôi sẽ có được cái giấy phép của thành phố để cho phép cộng đồng của chúng ta thực hiện cái đài tưởng niệm tháng Tư Đen. Trên cái đài đó nó khá lớn, nó lớn tương đương với lại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Mỹ ở Westminster. Và trên cái đài tưởng niệm tháng Tư Đen đó sẽ là tượng khắc nổi 5 vị tướng đã tuẫn tiết, cũng như là tượng của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn và Trung tá Nguyễn Văn Long, cộng thêm những cái di tích của các cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là danh sách của 40 mấy binh sĩ cũng như là sĩ quan đã chiến đấu đến cái hơi thở cuối cùng và đã tuẫn tiết theo mệnh nước. Kính thưa quý vị, những công trình như vậy rất là quan trọng, không phải cho chúng ta, những người tị nạn sang Việt Nam đương thời, để nhớ ơn những vị tướng, vị quốc vong thân, thà mất mạng, thà hy sinh, nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng cho kẻ giặc. Đây là một công trình rất là quan trọng cho thế hệ của mình, nhưng mà cũng đồng thời là một cái công trình quan trọng cho các thế hệ trẻ sau này lớn lên tại hải ngoại. Các em có dịp biết thêm những cái chiến tích anh hùng, những gương anh hùng của thế hệ tiền bối. Thưa quý vị, rất là cảm ơn Phát Bùi. Cái công việc thực hiện như vậy, nó dự kiến nó sẽ khó khăn không, về tài chính, về giấy phép, về mọi mặt?
Dĩ nhiên là một công trình lớn như thế, nó lên đến hàng trăm ngàn đô la thì nó phải khó khăn. Nhưng chúng tôi tin tưởng mãnh liệt ở đồng hương của chúng ta luôn luôn nhớ đến cái thảm cảnh 30 tháng 4 và luôn luôn biết ơn đến các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi nghĩ vấn đề tài chính tuy có khó nhưng mà tôi tự tin rằng cộng đồng của chúng ta sẽ thực hiện được. Cái việc thứ hai là cái sự phản đối của một số cư dân người bản xứ, thì cái chuyện đó nó luôn luôn có. Cái điều mà chúng tôi cảm thấy yên tâm là tôi đã vận động được hội Garden Grove Neighborhood Association, tạm dịch là hội của những cư gia trong thành phố, cho đến các nhóm thương gia của người bản xứ trong thành phố, họ đều yểm trợ dự án này. Tuy có gặp phải một số những cái chống đối của người bản xứ, họ đặt rất nhiều vấn đề như là họ muốn lá cờ Việt Nam thấp hơn lá cờ Mỹ, họ muốn thấy là không những có tượng năm vị tướng mà họ muốn thấy có tượng của các tướng lãnh Hoa Kỳ, và họ muốn không phải là chúng ta vinh danh những vị tướng mà đã tuẫn tiếc, bởi vì đối với họ tự tử họ không chấp nhận được, vân vân. Thì chúng tôi hiện giờ đã vượt qua được những cái sự chống đối đó bằng cách là đã có được những cái hội chính ở trong thành phố của người bản xứ, họ đã đứng ra yểm trợ chúng tôi. Thì mong rằng sẽ không gặp nhiều cái trở ngại khi họ đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái design, bởi vì đây không phải là một cái đài tưởng niệm cho chiến tranh Việt Nam mà trong đó các quân đội Hoa Kỳ và những quân đội khác, mà đây là cái đài tưởng niệm tháng Tư Đen. Chúng ta tưởng nhớ đến những vị binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thà chết mà đánh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Như vậy là ông cho đến giờ này về các cái nghị viên và thị trưởng, ông thị trưởng Garden Grove là ông là người Mỹ, nhưng mà ông cũng đã đồng ý với dự án này rồi. Vâng, ông là người mà đã đồng ý đồng hành với chúng tôi để mà thực hiện dự án này, và hiện giờ chúng tôi cũng đã liên lạc với những nghị viên còn lại, thì đại đa số là đã đồng lòng để mà giúp chúng ta thực hiện cái dự án này. Có ý kiến nào trong hội đồng thành phố chống đối dự án này? Có, thưa anh, có một người quyết liệt chống đối, họ muốn rằng là phải có, thành phố phải có những cái tiêu chuẩn thực hiện những tượng trong khuôn viên của thành phố trước khi mà thành phố cú xét đến cái dự án này. Nhưng hiện giờ thì tôi tin tưởng rằng tôi đã có được quá bán cái sự ủng hộ của các nghị viên. Mặc dù là luật của thành phố không cho phép quá bán được bàn đến cái việc này trên public, nhưng mà vì tôi đã vận động những người này từ trước khi họ ra tranh cử và họ thắng cử, thành thử ra tôi có thể đoán được là hiện giờ chúng ta đã có được quá bán cái sự yểm trợ của các hội đồng thành phố. Nhân thể nói hội đồng thành phố thì dường như cho đến bây giờ này trong hội đồng thành phố chúng ta có 3 người Việt Nam là nghị viên, phải không? Đúng là như vậy, có 3 người Việt Nam, và hội đồng thành phố gồm có 1 thị trưởng và 6 nghị viên thành phố, tức là có 7 người. Kính thưa quý vị, nhân dịp gặp anh Bùi Phát thì chúng tôi có một vấn đề khác muốn tìm hiểu nơi anh. Vấn đề này tương đối là khá tế nhị, đó là cái chuyện có một số ý kiến có dư luận và có một số ý kiến cho rằng anh đã lạm dụng cái quyền lực của anh để mà đưa cái phái đoàn của thành phố sang Trung Cộng làm ăn hợp tác với Trung Cộng, và cũng có ý kiến cho rằng anh đã đi ngược lại cái nguyện vọng của những người cử tri bầu cử cho anh, và cũng có ý kiến cho rằng anh là một Việt Giang. Thì anh giải thích như thế nào về vấn đề này thưa anh? Thưa anh, đây là một cái việc do một vài thành phần chống đối tôi đưa ra chụp mũ và xuyên tạc để mà tạo cái sự hiểu lầm đối với cộng đồng, và rất cảm ơn báo Cali Today đã cho tôi để giải thích với đồng bào ở miền Bắc. Thưa quý vị, cái chuyện này hoàn toàn là sai sự thật. Câu chuyện nó bắt đầu từ cái việc tôi khi ông tổng quản trị thành phố, tức là ông City Manager, đưa ra cái yêu cầu cho một số nhân viên, vài nhân viên của thành phố đi qua Thượng Hải để họp với lại một trong những cái người partner
của cái dự án gọi là Side C đó, thì tôi đã biểu quyết cho phép nhân viên họ đi qua bên đó với cái ngân khoản là 13.800 đô la. Thì cái số tiền này, những cái phe đánh phá tôi, họ đã nói rằng là tôi phí phạm cái tiền của thành phố, nhưng thực sự ra cái khoản tiền này không phải là tiền thuế của dân, mà là do cái quỹ xây dựng cái khu du lịch của thành phố Garden Grove, họ là một cái tổ chức không phải là trực thuộc thành phố, họ đứng ra họ tài trợ. Thì thưa quý vị, cái dự án Side C đã được hội đồng thành phố trước tôi, là gồm có cô Dina Nguyễn và những người nghị viên khác, biểu quyết chấp thuận cho cái công ty Land and Design đứng ra để mà thực hiện vào năm 2011. Lúc đó tôi chưa là nghị viên. Và vào năm 2011, thành phố đã có một cái hợp đồng với cái công ty này để mà cho công ty này toàn quyền phát triển cái khách sạn đó. Và năm 2015 thì công ty này họ mới mời gọi thêm một cái công ty khác vô để làm partner. Công ty này là SCG of America, là một công ty của Hoa Kỳ. Công ty này đã có giấy phép hoạt động ở San Francisco, ở New York từ năm 1999. Thành ra mặc dù cái gốc của họ là ở bên tàu, nhưng họ là một công ty của Hoa Kỳ có trao đổi thị trường chứng khoán ở New York Exchange. Và trong cái lúc mà công ty Land and Design vào năm 2016, mùa hè 2016 xin báo cho thành phố biết cái việc mà họ có thêm một người partner nữa, thì tôi đã đặt cái vấn đề tại sao lại có cái công ty ở Trung Cộng qua đây để làm partner với ông. Thì nhân viên, cái người luật sư của thành phố đã giải thích cho tôi biết rằng cái việc mà công ty Land and Design mời gọi một công ty nào, đó là quyền của họ, và họ phải mời gọi cái người partner đó theo cái luật lệ của Liên bang Hoa Kỳ. Thành phố không có quyền can thiệp vào cái việc đó. Sau đó thì thành thử ra hội đồng thành phố đã quyết định là ghi nhận cái sự thêm một cái người đối tác business của công ty Land and Design là một công ty SCG of America. Tôi xin nhấn mạnh lại, đây là một công ty Hoa Kỳ, một công ty legal của Hoa Kỳ. Thì trong cái giai đoạn đó đó, thì lúc mà tôi lên tiếng, tôi e ngại cái sự việc này đó, thì tất cả các đồng viện của chúng tôi, kể cả nghị viên Chris Phan và kể cả cái người cựu nghị viên thành phố là cô Dina Nguyễn, đã lên tiếng chỉ trích tôi nặng nề, là sợ vì cái sự thắc mắc của tôi mà làm trì trệ và có thể nguy hiểm đến cái việc đầu tư này. Thành thử ra tôi không hiểu tại sao bây giờ chính cô Dina Nguyễn lại là cái người cáo buộc tôi, trong khi tôi chỉ đồng ý cho nhân viên qua bên Thượng Hải để xem xét xem cái công ty SCG of America này thực sự họ có cái khả năng họ làm việc được hay không. Thì cái điều căn bản ở đây là thành phố Garden Grove không bao giờ, và sẽ trong quá khứ cũng như là trong tương lai, không bao giờ thành phố Garden Grove có cái chủ trương đi qua lo vấn đề mậu dịch với lại Trung Cộng, bởi vì đó không phải là vấn đề của thành phố Garden Grove, mà đó là vấn đề của Liên bang Hoa Kỳ. Việc thứ hai là chúng tôi cũng không có mời gọi investment, tức là đầu tư từ Thượng Hải vào thành phố Garden Grove. Đây là những công ty ở Hoa Kỳ, và cái người thực hiện cái dự án xây dựng này theo luật của tiểu bang phải là những cái người xây dựng phải là nhân công của nghiệp đoàn Hoa Kỳ, không thể nào mà có nhân công của Trung Cộng qua đây để làm cái việc đó được. Và cái việc thứ ba là tất cả các hàng hóa đều là phải mua local, mua ở tiểu bang, mua những của những cái công ty ở tiểu bang California. Khi nào tiểu bang California không có những cái công ty cung cấp đó, thì được nới rộng ra đến đến Hoa Kỳ, chứ không phải là nhập cảng hàng từ bên Trung Cộng ra đây để mà xây dựng cái khách sạn đó. Và cái việc thứ tư đó là những cái khách sạn này là những khách sạn của Hyatt Hotel, của Hard Rock Cafe, của Marriott. Thành thử ra nó phải theo những cái tiêu chuẩn mà đã được quy định sẵn của cái tập đoàn Hoa Kỳ là
khách sạn Hyatt, khách sạn Marriott, chứ không thể nào mà theo những cái dư luận bên ngoài như là người ta đồn đại. Tại sao trong hội đồng thành phố có một số nghị viên người Việt, người Mỹ gốc Việt, và những vị đó bỏ phiếu no hay bỏ phiếu trắng mà anh lại bỏ phiếu yes? Lý do tại sao anh bỏ phiếu yes? Thưa quý anh, nếu mà quý đồng hương nào theo dõi cái việc mà những cái dự án trong thành phố thì đều biết rằng ông thị trưởng Bảo Nguyễn là cái người mà từ khi mà ông còn ra tranh cử, ông luôn luôn chống đối tất cả những cái dự án khách sạn nào ở trên đường Harbor, bởi vì ông cho rằng thành phố đã phung phí tiền khi mà chỉ có dồn hết cái đầu tư của mình vô con đường Harbor mà không chú ý đến những cái dự án khác. Thành thử ra cái việc ông chống đối là cái việc cũng bình thường. Và cái việc thứ hai, chúng tôi nghĩ rằng ngay trước khi mà chúng tôi cứu xét vấn đề này thì ông Bảo Nguyễn đưa ra một cái resolution, tức là một cái nghị quyết để mà lên tiếng bảo vệ người Trung Đông, những cái người Muslim, Hồi giáo, thì hội đồng thành phố đã không bằng lòng và ông cảm thấy ông bị cô lập, thành thử ra ông phản kháng lại bằng cái sự phản đối cái lá phiếu no của ông. Riêng nghị viên Kisfan thì khi ông thị trưởng Bảo Nguyễn hỏi là thế nếu mà cái công ty này là công ty ở Trung Cộng thì các anh có quan tâm không, thì tôi có trả lời rằng cái việc business của thành phố, cái việc mà làm của thành phố, chúng ta cần phải tách biệt nó riêng ra về cái vấn đề Biển Đông. Cá nhân tôi cũng là cái người mà chống đối Trung Cộng, đã từng biểu tình Trung Cộng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cái việc của cộng đồng chúng ta, của đất nước chúng ta phải tách riêng nó ra khỏi cái chuyện mà business của thành phố. Ở đây tuy nói như thế không có nghĩa là chúng tôi chủ trương làm ăn với Trung Cộng, bởi vì cái việc này nó không có liên quan gì đến Trung Cộng, đây là những công ty ở Hoa Kỳ. Thì ông Kisfan ông đã bỏ phiếu trắng, thì khi mà tôi ngạc nhiên tôi hỏi nghị viên Kisfan ngay sau buổi họp là ủa, bình thường anh là cái người mà lên tiếng ủng hộ cái dự án này, và khi mà tôi có cái ý tưởng là dè dặt đặt vấn đề với cái dự án này thì anh là cái người lên án tôi nặng nề, thế tại sao bây giờ anh lại bỏ phiếu trắng? Thì nghị viên Kisfan đã trả lời cho tôi biết rằng thứ nhất là tôi, nghị viên Kisfan, là không có còn, đây là cái buổi họp cuối cùng mà anh ta tham dự, thành thử ra anh ta nghĩ rằng cái lá phiếu của anh ta không cần thiết. Và thứ hai là anh ta thấy rằng cái lá phiếu này đã được thông qua bởi vì đã có đa số phiếu thuận rồi, thành ra anh giữ cái vai trò bỏ phiếu trắng để anh ta không có cái trách nhiệm đối với cái dự án đó. Bây giờ đó, khi mà nó sự việc nó đã xảy ra rồi, có nhiều dư luận cho rằng có một sự mâu thuẫn quyền lợi. Mâu thuẫn quyền lợi là sao? Mâu thuẫn quyền lợi là anh vừa là nghị viên, là đại diện dân cử ở đây, và anh là vừa là chủ tịch cộng đồng của người Việt ở đây. Và cái quyết định đó, theo dư luận là không được cộng đồng ủng hộ. Và họ đang hiện nay đang yêu cầu anh rút lại cái lá phiếu yes đó, hoặc là bỏ phiếu trắng, hoặc là phải từ chức cái chủ tịch ban đại diện cộng đồng. Thì trước những cái đề nghị, trước những đòi hỏi đó, anh thấy có conflict không? Anh thấy có xung đột không giữa cái quyền lợi của thành phố và quyền lợi của cộng đồng? Cái thứ hai, trước một số dư luận như vậy thì anh có nghĩ rằng cái việc từ chức có nên không? Thưa anh, nói rằng là mâu thuẫn thì nó cũng không có đúng hẳn, là bởi vì khi tôi bỏ cái phiếu đó, đây là một cái việc làm riêng biệt của thành phố Garden Grove, nó mang lợi ích đến cho cư dân của thành phố Garden Grove, trong đó có rất nhiều đồng hương người Việt của chúng ta. Nó không thành, và điểm thứ hai là cái lá phiếu đó không có nghĩa rằng là chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng như là thành phố Garden Grove chủ trương làm ăn buôn bán với lại Trung Cộng, mà đây là một cái công ty hợp pháp ở Hoa Kỳ, đã có mặt ở Hoa Kỳ từ năm 1999, mấy chục năm nay rồi. Họ không còn là một công ty Hoa Kỳ nữa, họ không còn là một công ty của Trung Cộng nữa, mà họ là một công ty Hoa Kỳ. Cũng giống như chúng ta đi ăn, đi vô một nhà hàng tàu chúng ta ăn, đâu có nghĩa là chúng ta ủng hộ những cái người chủ nhân mà họ là, hồi xưa họ là người Trung Cộng.
À, thành thử ra cái chuyện đó chúng tôi nghĩ nó không có chính xác lắm, bởi vì họ có cái nhận định đó là bởi vì Đồng Hương chưa có hiểu rõ cái dự án này nó như thế nào. Nếu mà tôi là cái người đi qua tàu và dẫn cái phái đoàn đó đi qua tàu và đi qua với tính cách mà chủ trương kêu gọi làm ăn buôn bán hợp tác thì cái điều đó là cái điều có mâu thuẫn, nhưng sự việc này nó không phải như vậy. Thứ hai là cái khi mà tôi bỏ cái phiếu như vậy thì tôi lúc đó tôi ở trong cái cương vị là nghị viên của thành phố Garden Grove chứ không phải là chủ tịch cộng đồng. Cái hai cái đó chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Cũng giống như là ông Donald Trump, khi ông ta làm tổng thống thì ông ta ở trong cái cương vị của tổng thống, những quyết định ta trong tổng thống, nhưng mà ông ta cũng là chủ của một cái tập đoàn thương mại rất là lớn. Dĩ nhiên nó có một số những cái conflict, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái conflict đó chúng ta không có manage được, chúng ta không có những cái giải pháp mà phù hợp được. Thì thưa anh và thưa quý Đồng Hương, trong cái vai trò chủ tịch cộng đồng cũng như là nghị viên, thực sự ra tôi đã làm được nhiều điều rất lợi ích đến cho cộng đồng của chúng ta. Tôi xin lấy thí dụ cái việc mà thành phố Irvine muốn kết nghĩa với chị em với lại thành phố Nha Trang. Tôi đã là cái người trong cái vai trò nghị viên và vừa là chủ tịch cộng đồng, tôi đã sử dụng được cái liên hệ đó để mà kêu gọi và thuyết phục được thành phố Irvine bỏ cái dự án, bỏ cái ý định cho hai thành phố kết hợp với nhau. Sau đó giữa thành phố Riverside muốn kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, rất tiếc là tôi biết quá trễ. Khi mà tôi biết thì ngày hôm sau là họ đã tiếp xúc với đoàn ở Cần Thơ để mà ký giấy tờ. Nhưng mà tuy nhiên tôi cũng là người mà đã đứng ra tìm được tại địa điểm nào và tại thời điểm nào họ ký giấy tờ đó, để mà hướng dẫn cộng đồng Nam Cali đến Riverside để phản đối việc đó. Và mặc dù là không thay đổi được cái quyết định, cái cam kết mà kết nghĩa chị em, nhưng chúng tôi cũng đã thành công được cái việc mà thành phố Riverside đã lấy bỏ cái lá cờ của Việt Cộng trên cái khu khuôn viên của họ. Và thành phố Sacramento, khi mà Sacramento muốn kết nghĩa với lại thành phố chị em ở thành phố Sài Gòn thì chúng tôi cũng đã lên trên đó, đưa phái đoàn lên trên đó để phản đối. Và khi cái ông nghe nói là ông bí thư của thành phố Sài Gòn về trở lại về lại Việt Nam đó, thì ông để trên cái website của ông hình ảnh chụp ở viện đại học UC Davis và phô trương rằng một cách sai sự thật rằng là ông đã có được cái ký được cái kết nghĩa chị em với lại thành phố Sacramento. Thì chính tôi là cái người trong cái vai trò nghị viên thành phố Garden Grove đã liên lạc với hội đồng thành phố Sacramento để yêu cầu họ lên tiếng xác nhận rằng cái sự việc đó là hoàn toàn sai sự thật. Và chính cái việc làm đó của tôi đã là một cái gáo nước lạnh tạt vô mặt cái người bí thư của thành phố Sài Gòn và làm cho ông ta bị mang tiếng rất là nhiều là cái người nói láo. Thì thưa quý Đồng Hương, chúng ta thấy rằng qua cái sự việc đó thì cả hai cái vai trò vừa là nghị viên vừa là chủ tịch của cộng đồng, nó có rất nhiều lúc mà nó trở thành hỗ tương cho nhau và giúp tôi làm được rất nhiều việc có lợi cho cộng đồng của chúng ta. Bây giờ thì sau cái việc bỏ phiếu xong, dư luận cũng có những ý kiến khác nhau về vấn đề này. Đặt trường hợp bây giờ nếu mà thời điểm này, nếu anh phải bỏ lá phiếu trở lại, thì anh còn giữ ý định yes hay anh sẽ đổi cái suy nghĩ của anh? Tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu để cho thành phố Garden Grove đón nhận những cái đầu tư từ Trung Cộng hoặc là làm ăn buôn bán với Trung Cộng trong khi họ có những hành động đàn áp đất nước của chúng ta, đàn áp ngư dân cũng như là người dân của chúng ta. Không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Cái lá phiếu của tôi bỏ qua cái trong cái kỳ vừa rồi chỉ để là cho phép một vài nhân viên của thành phố đi qua Thượng Hải coi xem những cái việc làm của họ ở bên Thượng Hải nó như thế nào mà thôi. Chứ nếu mà thành ra tôi nghĩ cái chuyện đó nó không phải là một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây là người ta xuyên tạc và người ta cho rằng tôi dẫn một phái đoàn của Việt Nam đi của thành phố đi qua bên Thượng Hải để mà kêu gọi đầu tư, kêu gọi làm ăn buôn bán với Trung Cộng. Cái điều đó hoàn toàn không đúng sự thực.
trong tương lai, trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai, không bao giờ tôi bỏ phiếu chấp thuận những cái điều như thế. Nếu gặp sức ép rất là mạnh từ cộng đồng yêu cầu anh thay đổi cái lá phiếu từ yes sang no, thì anh có làm gì đó? Thưa anh, tôi nếu mà là cư dân của cộng đồng chúng ta yêu cầu tôi làm điều đó, tôi sẵn lòng làm theo ý nguyện của cư dân. Là bởi vì cư dân là người bầu tôi lên, thì tôi phải nói lên tiếng nói của người dân trong thành phố. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng người dân không hiểu rõ vấn đề. Họ hiểu lầm là tôi vote yes để dẫn một phái đoàn đi sang Trung Cộng làm ăn buôn bán. Nếu họ hiểu rằng tôi chỉ vote yes để cho một vài người nhân viên đi qua đó để xem xét cái công ty ở Thượng Hải, họ làm những cái dự án như là dự án Disneyland ở Thượng Hải như thế nào, thì tôi nghĩ rằng người ta không có phản đối tôi cái chuyện đó. Yeah. Được biết là anh có cuộc gặp gỡ với một số hội đoàn, đại diện hội đoàn trong cộng đồng để mà trình bày vấn đề này. Cái phản ứng của các đại diện các hội đoàn trong cộng đồng với anh như thế nào thế? Rất là tốt. Sau khi mà tôi đã chứng minh rằng tôi không có vote yes, tôi không có bỏ phiếu chấp thuận cho thành phố Garden Grove đi qua mời gọi đầu tư hay là đi qua mời gọi làm ăn với lại một công ty ở bên Thượng Hải, thì tôi đã chứng minh được cái điều đó. Và tôi chứng minh được rằng qua một cái buổi họp mà có trên video trên YouTube của thành phố, thì tôi là cái người đã chất vấn là và ông Thành chất vấn cái việc cái công ty Hoa Kỳ Land and Design họ mời một cái công ty Hoa Kỳ khác, nhưng công ty này lại có cái nguồn gốc từ bên Trung Cộng từ nhiều chục năm về trước. Thì cái người luật sư của thành phố đã giải thích rằng cái việc này đã được hội đồng thành phố vào năm 2011 chấp thuận, và đã có một cái hợp đồng Mỹ họ gọi là một cái legal obligation, tức là một cái contract giữa thành phố và cái công ty Land and Design là một công ty Hoa Kỳ đó. Thì hội đồng thành phố sau này phải theo tuân thủ theo cái contract đó. Chúng tôi không có quyền xé cái contract đó đi, cái hợp đồng đó đi. Và cái việc mà cái công ty Land and Design họ muốn mời gọi một công ty nào khác vô để làm partner chung với họ, thì đó là cái quyền của họ. Thành phố miễn sao mà họ làm cái đó đúng theo cái luật lệ của Hoa Kỳ thì họ có quyền làm. Hội đồng thành phố không có quyền đòi hỏi họ là chọn cái người partner A hay chọn cái người partner B. Và vì thế thành thử ra khi mà tôi trình bày những cái điều đó với lại những người ở trong hội đồng đại biểu của cộng đồng của chúng tôi, cũng như là tôi trình bày với lại tập thể chiến sĩ, liên hội cựu chiến sĩ, thì họ đã đồng ý rằng cái việc tôi bỏ phiếu như vậy không có gì là sai cả. Nhất là đây là một cái việc tiếp tục của một cái chương trình mà đã có sẵn từ trước cái thời tôi là nghị viên, và tôi phải tôn trọng những cái quyết định của cái hội đồng thành phố tiền nhiệm. Thứ hai là cái việc tôi bỏ phiếu cho đi qua Thượng Hải, phái đoàn đi qua, một vài người nhân viên của thành phố đi qua Thượng Hải, đây không phải là cái việc đi qua để mà mời gọi đầu tư hay là buôn bán như là người ta xuyên tạc, mà chỉ là để cho một vài nhân viên đi qua để mà tìm hiểu vấn đề. Thì họ quyết định rằng trong thời gian gần sắp đến đây họ sẽ ra một cái thông báo chính thức để mà giải thích rằng tất cả những cái sự việc mà vừa qua chẳng qua chỉ là một cái sự hiểu lầm. Nhân dịp này cảm ơn anh đã trả lời một số thắc mắc của dư luận, và nhân cái dịp này hỏi anh một câu cũng dành cho bạn trẻ sau này. Nhiều bạn trẻ chúng ta trong cuộc bầu cử vừa qua rất là thú vị từ các nơi. Ví dụ từ Florida có, chúng ta có dân một người Mỹ gốc Việt làm dân biểu liên bang. Rồi tại miền Bắc California có những bạn rất trẻ, tuổi đời rất trẻ, 22, 30 làm thị trưởng, làm nghị viên của thành phố Mimitas. Chúng ta có những người bạn trẻ của chúng ta từ miền Nam California cũng ứng cử và thành công. Nhưng mà có một cái điều là trong thời gian vừa qua có một cái sự mà một số các kinh nghiệm mà làm nghị viên hay làm chức vị dân cử, vừa đại diện cho cái thành phố của mình và vừa đại diện cho cái cộng đồng của mình, anh thấy có cái gì khó khăn hay kinh nghiệm của anh về vấn đề đó như thế nào thưa? Dĩ nhiên là vô cùng khó khăn, là bởi vì làm nghị viên thành phố đã khó rồi,
làm chủ tịch cộng đồng còn khó gấp trăm lần làm nghị viên thành phố, mà bây giờ làm cả hai cùng một lúc thì khó khăn vô cùng. Như anh thấy cái việc vừa rồi đó, cũng có nhiều đồng hương nói rằng trong cái vai trò nghị viên thành phố, dù là nghị viên thành phố người gốc Việt Nam đi nữa, cái việc bỏ phiếu yes, tha hồ muốn bỏ sao cũng được, nhưng mà đã là chủ tịch cộng đồng thì lại không được. Đó là cái quan điểm của một số cá nhân, và tôi tôn trọng những cái quan điểm đó. Thành thử ra nó vô cùng khó khăn, rất là mệt, nhất là làm chủ tịch cộng đồng thì phải nói rằng là mình phải lo cho tất cả mọi cái quan điểm khác nhau của đồng hương trong cộng đồng chúng ta, thành ra nó khó lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu chúng ta là những cái người quan tâm đến cái sự lớn mạnh của cộng đồng thì những cái việc khó khăn đó chúng ta phải chấp nhận, không lẽ bây giờ lại bỏ cuộc. Tôi thưa quý đồng hương, tôi ra làm vô dòng chính, cũng tôi đã trở thành nghị viên rồi mà tôi lại ra tranh cử chủ tịch cộng đồng, bởi vì tôi tha thiết, tôi mong rằng trong cái cương vị nghị viên và lại là chủ tịch thì tôi có thể có những cái lợi điểm để mà đóng góp vô cái việc xây dựng cộng đồng chúng ta tốt đẹp hơn và lớn mạnh hơn. Và quý đồng hương vừa thấy lúc đầu đây đó, tôi có trình bày về cái dự án 30 tháng 4, đài tưởng niệm tháng 4 đen. Nếu mà ở trong cái vai trò vừa là nghị viên vừa là chủ tịch cộng đồng thì nó dễ cho tôi để mà tôi thực hiện được cái dự án đó. Và đó cũng là cái điều mà nó thúc đẩy tôi đi vào dòng chính. Là một thương gia đã thành công, tôi nhìn lại cái quãng đời đi qua của cha tôi, của ông ngoại tôi thấy rằng cái sự thành công về tài chính, về tiền bạc, về kể cả business, thương mại, nó không có bền vững. Ông ngoại của tôi là một cái người có đồn điền, phải nói là tương đối giàu có. Đến năm 54, qua một ngày ông bị đấu tố và bị giết chết bởi Đảng Cộng sản. Và tất cả tài sản đều coi như là mất hết. Một số những người chú và cô của tôi bị đuổi ra khỏi nhà để trở thành ăn mày. Ba tôi may mắn thoát được vô miền Nam với lại các anh của tôi, và gây dựng lại 20 năm sau cũng mất hết chắn tay qua một ngày. Thành thử ra đối với chúng tôi nghĩ rằng cái việc thành công về thương trường của tôi, tuy là nó quan trọng để mà tôi có cái phương tiện tôi lo cho vợ và lo cho con, nhưng mà đối với tôi cái điều quan trọng hơn hết là cái chuyện làm sao làm được một cái gì đó cho cộng đồng, tiếp tay với lại thế hệ đi trước để mà đóng góp cái phần trách nhiệm của mình xây dựng cộng đồng của mình. Và vì thế tuy gặp những cái khó khăn, cũng có rất nhiều lúc buồn tủi, nhưng mà tôi lại đứng vững lại và cảm thấy rằng cái trách nhiệm của mình thì mình phải dáng mà chịu đựng tất cả những cái khó khăn, cái khó nhọc mà đi đến. Xin cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn này, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan về các vấn đề này trong các bản phỏng vấn cấp tới. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, và xin kính chúc quý vị một ngày bình an. Quý số 5 xin tạm biệt quý vị ở đây, hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.